Chào mừng các bạn đến kênh Tiếng Việt. Kênh Tiếng Việt này giới thiệu với các bạn là một chiếc Easybot lau nhà, còn là lau nhà hút bụi. Mã của Easybot đây là đầu 5, mã 537 nhé. Easybot 537, Easybot Roomba 537 đây. Con này nó ra hàng nó đời nồi đồng cuối đá này. Sản xuất con này sản xuất năm 12 rồi. Model này bây giờ nó sản xuất đến năm mười mấy thì nó dừng lại. Những con này là con dạng nồi đồng cuối đá. Mặt màu xanh. Đây là nút đốc. Đây là mình đang ở chế độ sạc này, nút đốc này, đây nút lau nhà này, tự động ấn nút clean này là lau. Sport này là lau tròn, lau chạy chạy vào chạy vòng tròn. Đó. Đốc này nó tìm cái đốc. Mình nó đang ở đâu mình ấn vào đốc nó tự nó tìm cái đốc đây, cái đốc này đây gọi là cái đốc sạc, đây nó đang sạc thì khi nào nó đầy nó sẽ đèn xanh. Đây là đốc. Rồi dừng lại. Đây cấu tạo của nó thì gồm có cái sạc đây, cái sạc đây mình sẽ đổi sang thành điện 220 để cho dễ dùng, cho anh em dễ dùng. Đây cái đốc này của nó, cái này là rất quan trọng, rất đắt tiền cái này, cực kỳ đắt luôn. Đây còn đây là máy, tay sách đây, cứ mạnh tay sách thì không sợ gì cả. Nhiều anh em cứ bảo nó ghê ghê sách thoải mái. Đây là hộp đựng rác, đây, rất nhiều rác. Đấy. Khe rác này. Đó. Rất là bẩn nhá. Lau rất là sạch. Đấy các bạn về mà thổi bụi. Cái này lấy chổi lau thôi. Lấy cái chổi sơn ấy. Anh nào mua thì mình tặng cái chổi sơn kèm cùng. Về vệ sinh và cái bàn chải răng nhớ là lau khô nhé, đánh khô chứ đừng những ướt nhé. Ở trong đấy nó có cái motor, đây trong đây nó có cái motor, quên các bạn xem đây motor đây này. Trong này nó hút bụi này, để nó hút bụi đấy, nó mới hút được bụi nên chứ còn nó không có motor hút được, thế nên là không thể cho nước vào, nước vào nó cháy. Để lưu ý hộp bụi rất to, không như các hãng khác nhé. Easybot là hộp bụi rất to. Các bạn xem video của mình, nhiều video về Easybot mình nói rất tương đối kỹ. Đây, đây mặt trước của nó, Easybot nó rất là rộng lớn này, nó bao giờ nó rộng hơn những con game của mấy cm và nó rất là dày, dày mình. Đây, hai bánh xe. Một chổi Easybot thì nó chỉ chế tạo một chổi thôi, hãng này là chỉ một chổi thôi, nhưng chổi nó rất là to, trông nó cái gì nó to hầm hố chứ nó không có kiểu như mỏng manh khác. Khi các bạn đây là con này mình để test ở nhà mình rất là lâu, mình chạy ở nhà mình dùng rất là lâu. Đây là bếp cái ấy mà ngoài cực bằng dính này mà phải lau sạch này. Lau sạch nó tiếp vào, nó tiếp điểm vào đây này, cái này sẽ tiếp điểm vào đây, đó tiếp điểm vào hai cực đấy. Đây 537 đây, các thứ vẫn còn rất là đẹp, đánh nét này, bánh xe như mới luôn. Cái này mình bán 2,7 triệu, cả có điều khiển này, gồm có đốc này, sạc này, máy này, khiển này. Đây, đó. 2,7 triệu nhé, bảo hành 3 tháng các bạn. Đây cái điều khiển từ xa này,
điều khiển này thì cái này, nút này là nút đây, nút này là nút bấm là nó sẽ chạy clean này. Nút này là nút đốc ba chấm này, là nút đốc. Nút này là nút chạy vòng tròn. Nút này là sẽ điều khiển nó tiến lên này. Tiến ngang này. Xoay đây, ba là nút tiến ngang, ngang dọc, trái phải tiến lên. Đó. Thử. Ấn cái đấy thì ra dần, các bạn ấn cái nữa nó sẽ tìm vào lốc sạc. Đấy. Ấn cái nó clean thì nó chạy. Đây nhà mình nó rất là tĩnh, nhà mình nó tĩnh lắm, cảm giác như máy quay nó nhạy, cảm giác nó ổn. Con này thì nó cũng là ổn hơn những hãng khác vì nó rất khỏe, nó cực kỳ khỏe luôn chứ nó không phải như các hãng khác. Cái khác thì nó yếu, con này nó khỏe lắm, nó chưa lót đấy, mà nó hút cực sạch luôn, nó hai lu, nó không hay hỏng vặt, nó không hay hỏng cảm biến như các con khác, một số hãng hay bị hỏng cảm biến lắm. Mình có mấy con Ecovac Nhật xuất, hàng Trung Quốc xuất Nhật phải nói, nhưng mà cũng hỏng liên tục, nó cảm biến. Đấy, nó sẽ làm thì nó hết thì nó sẽ đây. Đấy, mình ấn cho nó chân tìm máy đốc. Quả này tìm nó tương đối lâu đấy, bởi vì nhà rộng. Vòng này mình 40 mét mà nó nhiều vướng nhiều đồ. Nó tìm nó phải tìm theo ngẫu nhiên là bởi vì là nó sẽ phát chắc sóng Bluetooth hoặc sóng siêu âm gì đó ra này. Nó khuất rất xa kìa, nó sẽ tìm. Cái kiểu gì nó cũng tìm được. Hiếm khi nó không tìm được. Nếu các bạn nhà thì các bạn nên để nó, ví dụ như cái phòng này nó rộng, các bạn nên để nó vào tầm giữa nhà, giữa khoảng giữa dưới tường ấy. Đấy. Đấy, tìm này. Đấy, nó hút khỏe lắm. Dây rất. Dây dạo nó chơi tất rồi. Các bạn thấy không? Quấn những ảnh. Đây. Nó đang tìm từng tận ngày lên. Đó, đang tìm gần gần ra đấy. Chỉ trong vòng 1-2 phút nó mới tìm ra. Đấy, ra là nó có vẻ nó thân trọng gần nữa. Nó tìm thấy. Rồi. Chào một chiếc đất nhé, tiếp như Boeing luôn, chậm rãi. Đó. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta phân tích tại sao mà bảo nó hút nó sạch như này. Đây, hãng này có hai cái chổi các bạn thấy không? Hai cái lô chổi trung tâm, nó gọi là chổi trung tâm, còn mình cứ gọi là cái lô. Đấy, hai cái nó cuốn này này. Hãng khác nó chỉ có một cái thôi, hãng khác nó chỉ có một cái thôi, và hãng khác nó chỉ ngắn đến đây thôi, từ đây đến đây, hãng khác rất là ngắn, đến đây là cùng. Nhưng con này nó dài, rất là dài và nó hai cái chổi, nó quét rất sạch này, vừa cao su này, vừa chổi cước này, quét rất sạch. Đó, và riêng iRobot nó chỉ làm một bên thôi, nó không bao giờ nó làm hai bên. Cái đấy đặc biệt mà mình không hiểu, nó thừa biết nhưng chắc nó tính toán kiểu gì, nó chỉ làm một bên thôi, hút rất khỏe. Sạch bong chứ nó không phải như các hãng khác, sạch bong luôn đấy. Sạch.
ta thăng sát nó hút không hiểu khỏe của nó là không hiểu. Con này dạng này nồi đồng nuôi đá ít hỏng vặt nha, có những cái lỗi gì của mình đã xử lý hết rồi, bảo hành 3 tháng. Đây, anh em là mua thì liên hệ với số điện thoại 0934 337 337, kênh tiếng Việt. Ok, ship toàn quốc. Đấy, rất nhiều anh em Hà Nội đấy, mua của mình Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, mua rất nhiều, ngon mùa rẻ 2,7 triệu nhé, cả điều khiển luôn, hàng Mỹ khỏe. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn yêu thích kênh tiếng Việt này, đây, xin đăng ký kênh, có những cái video liên quan đến robot thì các đồ công nghệ mình post lên. Tiền thẻ bạn nào mua điều khiển này, đó. Điều khiển giờ giảm giá 180.000 cái nhé. Rồi, xin chào các bạn.